Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel OVbit. Nhân sự cấp cao và chủ chốt khóa 13 của Đảng đã chứng kiến nhiều biến động nhất từ trước đến nay. Với việc 7 ủy viên bộ chính trị mất chức, trong đó có 2 chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội là những nhân vật chủ chốt thuộc nhóm tứ trụ. Vì sự thiếu hụt nhân lực, Đảng đã chọn người lấp vào những chỗ trống một cách nhanh chóng để ổn định tình hình chính trị trong nước và chuẩn bị đại hội 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, một số lãnh đạo cấp cao và chủ chốt được thăng tiến gần đây chưa thực sự hội đủ tiêu chuẩn theo quy định 214 được ban hành năm 2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý. Bên cạnh đó, một số lãnh đạo chủ chốt tuy không trái với quy định nhưng vẫn chưa hội đủ tiêu chuẩn và được xét trên diện trường hợp đặc biệt. Hôm nay, xin mời quý vị cùng OVBIT điểm lại những tướng công an, quân đội thăng tiến khi chưa đủ tiêu chuẩn. Dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều quy định về công tác đảng, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao của đảng, đã được ban hành và ông là người đã ký quyết định 214. Quy định này có thể được coi là sợi chỉ đỏ về tiêu chuẩn dành cho các chức vụ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nghĩa là gồm tứ trụ, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương, các chức danh khối cơ quan đảng ở Trung ương, cơ quan chính phủ, văn phòng chủ tịch nước. Các bộ tiêu chuẩn này kết hợp với các yếu tố định tính là đạo đức, yêu nước, bản lĩnh chính trị, với các yếu tố định lượng là thời gian công tác, các chức vụ đã đảm trách. Có một số trường hợp các tướng lĩnh quân đội, công an gần đây được bầu vào bộ chính trị hoặc ban bí thư chưa phù hợp với quy định 214 gồm: Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Thượng tướng Công an Nguyễn Duy Ngọc, Tránh văn phòng Trung ương Đảng và Thượng tướng Quân đội Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trong quy định 214, tiêu chuẩn chức danh đối với ủy viên bộ chính trị và ủy viên ban bí thư được quy định chung trong một mục 2.2 trong đó bên cạnh các tiêu chuẩn mang tính định tính bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức trí tuệ thì các tiêu chuẩn có thể định lượng cụ thể như sau đã là ủy viên trung ương đảng chọn một nhiệm kỳ trở lên đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân của tỉnh thành phố trưởng các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc tổ chức chính trị xã hội ở trung ương bộ trưởng chủ nhiệm các ủy ban trực thuộc chính phủ bí thư thứ nhất trung ương đoàn giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh Quy định 214 chỉ nêu ra trường hợp đặc biệt cho tứ trụ và thường trực ban bí thư. Các chức danh còn lại bao gồm ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư đều không nói đến trường hợp ngoại lệ trên nên có thể hiểu là các điều kiện tiêu chuẩn chẳng hạn đã là ủy viên trung ương đảng cho một nhiệm kỳ trở lên là tiêu chuẩn cứng bắt buộc phải đáp ứng. Một trường hợp bộ trưởng lương tam quang được bầu bổ sung vào bộ chính trị vào ngày 16 tháng 8 năm 2024 trong khi ông chưa làm chọn một nhiệm kỳ trung ương đảng vì khóa 13 là nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Bên cạnh đó, dù công tác hơn chục năm trong Bộ Công an, nhưng ở vị trí trưởng các ban bộ ngành, đầu tiên mà ông nắm là Bộ trưởng Bộ Công an. Ông bắt đầu đảm nhiệm chức vụ này vào ngày 6 tháng 6 năm 2024, kế nhiệm đại tướng Tô Lâm sau khi ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước. Như vậy, thời gian đại tướng Lương Tam Quang làm vị trí trưởng các ban, bộ, ngành, cụ thể là chức bộ trưởng công an, chỉ mới tầm 2 tháng trước khi ông được bầu vào bộ chính trị. Với 2 tháng, không rõ liệu trình đó đã đủ để có thể được đánh giá là đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ hay chưa. Nhưng dù đã kinh qua và hoàn thành tốt thì Bộ trưởng Lương Tam Quang vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu là ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương chọn một nhiệm kỳ trở lên. Việc ông Lương Tam Quang và Bộ Chính trị được dự đoán là chuyện sớm muộn vì Bộ trưởng Bộ Công an là chức danh quyền lực, nếu không có chân trong Bộ Chính trị thì sẽ không thể tham gia các cuộc họp quan trọng của nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng. Chẳng hạn khi Bộ Chính trị họp bàn về các đại án, các án trọng điểm mà thiếu vắng Bộ trưởng Bộ Công an là điều bất tiện. Chưa kể việc cơ cấu đại diện của Bộ Công an thuộc lĩnh vực trọng yếu vào Bộ Chính trị và Trung ương Đảng là điều đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý khi chuẩn bị cho Đại hội khóa 13. Tuy nhiên, một số người cho rằng ông Quang sẽ được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Hoặc nếu ông được bầu vào giữa khóa 13 thì Ban chấp hành Trung ương sẽ phải biểu quyết sửa đổi quy định 214 để việc này không trái với quy định do Bộ Chính trị ban hành. Theo thông lệ, các đời bộ trưởng Bộ Công an từ sau năm 1975 tới nay đều có một đặc thù là tất cả đều đã được bầu vào bộ chính trị trước, sau đó mới lên làm bộ trưởng Bộ Công an. Còn bộ trưởng Lương Tam Quang thì ngược lại, ông được lên làm bộ trưởng trước rồi bầu bổ sung vào bộ chính trị sau. Bên cạnh đó, vì ông được tấn thăng từ thượng tướng lên đại tướng chỉ trong vòng hơn 2 năm cũng là một trường hợp đặc biệt. Theo khoản 1 điều 22 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về đối tượng xét phong cấp bậc hàm trong Công an nhân dân thì thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm tướng tối thiểu là 4 năm. Việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn tức trước khoảng thời gian tối thiểu 4 năm, chỉ khi cá nhân lập ra những thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập. Bên cạnh thành tích thì chủ tịch nước là nhân vật quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng. Một ngày trước khi rời công vị chủ tịch nước, tức là vào ngày 20 tháng 10 năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng đối với Bộ trưởng Lương Tam Quang. Nghị định số 57 NDCP của Chính phủ ban hành năm 2023 đã bổ sung thêm quy định về xét thăng cấp bậc hàm tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân nêu rõ. Thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn không quá 12 tháng và do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi xem xét các trường hợp cụ thể, căn cứ mức độ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của các hình thức khen thưởng để quyết định thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cho phù hợp. Ông Quang được thăng từ trung tướng lên thượng tướng vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 tới ngày 20 tháng 10 năm 2024. Ông lên bậc đại tướng. Như vậy, việc thăng cấp bậc đối với ông đã trước thời hạn hơn 12 tháng. Ông sinh năm 1965 với độ tuổi hiện tại, dự kiến ông Quang sẽ tiếp tục thăng tiến và được vào Bộ Chính trị khóa 14. 2. Trường hợp tướng Nguyễn Duy Ngọc Bên cạnh trường hợp tướng Lương Tam Quang thì việc thượng tướng cựu thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được phân công làm tránh văn phòng Trung ương Đảng và sau đó được bầu vào ban bí thư cũng là trường hợp chưa phù hợp với quy định 214. Theo quy định này, để đảm nhận vị trí tránh văn phòng Trung ương Đảng, cá nhân phải tham gia ban chấp hành Trung ương chọn một nhiệm kỳ trở lên, đồng thời kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc phó trưởng ban Trung ương hoặc cấp thứ trưởng và tương đương. Tương tự, tướng Lương Tam Quang, tướng Nguyễn Duy Ngọc là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 từ đến nay chưa làm chọn một nhiệm kỳ trong ban chấp hành trung ương đảng. Chiếu theo quy định 214 thì tướng Ngọc chưa thỏa mãn tiêu chuẩn cho vị trí tránh văn phòng trung ương đảng cũng như không đạt yêu cầu để vào ban bí thư. Ví nhất là ông chưa là ủy viên trung ương đảng chọn một nhiệm kỳ trở lên. Theo thống kê, người làm trách chức vụ tránh văn phòng trung ương đảng thường là ủy viên ban bí thư vì tính chất đòi hỏi của công việc. Vì vậy, thời điểm tướng Ngọc được phân công làm tránh văn phòng trung ương đảng khi chưa vào ban bí thư cũng là một điều trái với thông lệ. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, năm nay 60 tuổi và ông còn trong độ tuổi để thăng tiến tiếp. Vì thế một số ý kiến cho rằng Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc làm tránh văn phòng Trung ương Đảng là một cơ hội tốt để ông có thể thăng tiến xa hơn nữa. Chắc chắn ông sẽ được tái ứng cử ban chấp hành Trung ương khóa 14 và dọn đường cho ông vào Bộ Chính trị hoặc ban bí thư khóa 14. Trước tướng Ngọc, một số nhân vật giữ chức vụ này là ông Lê Minh Hưng năm 2020 đến năm 2024, ông Nguyễn Văn Nên năm 2016-2020 và ông Trần Quốc Vượng 2011-2016. Những nhân vật này sau đó đều vào Bộ Chính trị. 3. Trường hợp tướng Trịnh Văn Quyết Thượng tướng Trịnh Văn Quyết được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 vào tháng 1 năm 2024 và đây là nhiệm kỳ đầu tiên của ông Do đó, tương tự tướng Quang và tướng Ngọc thì tướng Quyết cũng chưa đạt tiêu chuẩn là ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương chọn một nhiệm kỳ trở lên. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966 và thuộc diện trẻ so với dàn lãnh đạo đa phần đã ngoài 65 tuổi, nên việc ông vào ban bí thư sẽ là cơ hội giúp ông thăng tiến trong tương lai. Ông giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 thay cho Đại tướng Lương Cường. Tại Việt Nam, đảng lãnh đạo toàn diện nên vai trò của cán bộ, sĩ quan chính trị trong quân đội luôn đặc biệt quan trọng một số người nắm giữ chức chủ nhiệm tổng cục chính trị có cấp bậc quân hàm cao nhất là đại tướng và thậm chí có khả năng thăng tiến lên chức bộ trưởng bộ quốc phòng và sau đó vào bộ chính trị nhóm những nhân vật quyền lực nhất trong lịch sử có đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệm kỳ 2016-2021 là người đã thăng tiến lên làm bộ trưởng quốc phòng từ vị trí chủ nhiệm tổng cục chính trị như vậy việc thượng tướng Trịnh Văn Quyết được bầu vào ban bí thư cho thấy sự nghiệp chính trị của ông sẽ còn rộng mở từ những phân tích trên có thể thấy, việc bầu bổ nhiệm hai tướng công an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc cùng một tướng quân đội Trịnh Văn Quyết là chưa đúng tiêu chuẩn của quy định 214 vì quy định này không nêu trường hợp đặc biệt cho các chức danh này. Đây có thể là hệ quả của tình trạng thiếu hụt nhân sự khi Bộ Chính trị khóa 13 đã mất tới 7 ủy viên cao nhất từ trước đến nay. Thêm vào đó là sự ra đi của Tổng Bí thư lâu năm Nguyễn Phú Trọng đã gây nên nhiều biến động trong bộ máy nhân sự chủ chốt và cấp cao. Ngoài ra, việc bầu và bổ nhiệm những nhân sự chưa đủ tiêu chuẩn có thể cũng là một giải pháp tình thế khi đảng mong muốn nhanh chóng ổn định bộ máy để giải quyết các vấn đề cấp bách về kinh tế, xã hội và chuẩn bị cho đại hội 14. Nhưng dù vì lý do gì thì một điều có thể chắc chắn là Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Trịnh Văn Quyết là những người sẽ nằm trong quy hoạch nhân sự và đại hội 14. Khả năng cao tướng Quang sẽ tiếp tục vào Bộ Chính trị, còn tướng Ngọc, tướng Quyết sẽ tiếp tục nằm trong ban bí thư trên đây là những tướng công an quân đội thăng tiến khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay hãy subscribe like và share để ủng hộ ovbit còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại